Xin chào tất cả mọi người, mình là Nam Vương. Thì hiện tại mình đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Lang. Thì trong cái đợt dịch Covid-19 bùng phát đó, thì là mình không thể nào về quê được và phải ở lại thành phố. Hiện tại á, thì là mình cũng bị ngừng cái công việc lại do là ảnh hưởng dịch Covid-19. Cho nên là suốt ngày là mình ở trong nhà. Trước khi giãn cách xã hội thì mình là một người rất là lười luôn. Ba bữa một ngày của mình thì là chỉ là những cái món mà mình ở bên ngoài mang về thôi. Ví dụ như là cơm gà nè, bún bò nè, phở nè, bún đậu nè. Tuy nhiên thì trong cái thời gian này thì là mình bắt buộc phải ở nhà và những cái hàng quán không có được hoạt động cũng như là cái hoạt động mà bán mang đi cũng bị ngưng lại luôn. Cho nên đó là thời gian này mình bắt đầu siêng năng hơn và ba bữa một ngày của mình thì đều là những cái món mình tự tay làm ra, đảm bảo đủ ba yếu tố là ngon, bổ và rẻ. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn hai món ăn đảm bảo đủ ba yếu tố là ngon, bổ và rẻ. Và bây giờ thì bắt đầu thôi. Món ăn đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho mọi người đó là món gà kho sả ớt với những nguyên liệu vô cùng đơn giản, dễ tìm và cũng tốt cho sức khỏe nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ sơ chế hành củ, sả và ớt tươi. Cả ba nguyên liệu này đều giúp cho món ăn ngon miệng hơn, hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch. Tiếp theo mình sẽ rửa sạch thịt gà với muối. Muối có tác dụng khử mùi hôi vô cùng hiệu quả cho thịt gà đó nha. Sau khi rửa gà xong mình sẽ chặt thịt ra từng khúc nhỏ vừa ăn. Để gà kho ngon hơn, thấm gia vị hơn thì mình sẽ ướp thịt gà với hỗn hợp hành, sả, ớt và gia vị. Và bây giờ thì mình trộn đều thôi. Sau khi ướp thịt khoảng 30 phút, mình bắt đầu xào sơ thịt và ướp cho săn lại. Bỏ thêm nước, nêm nếm gia vị và chờ thịt chín nha. Chín rồi. Ta-da! Món tiếp theo mình thực hiện cho bữa cơm ngon bổ rẻ này là su hào xà cà rốt. Trong cà rốt có hàm lượng chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất vô cùng dồi dào, rất tốt cho sức khỏe đó. Theo đông y thì su hào có tính mát, có tác dụng hóa đờm, giải độc, tiêu viêm, rất tốt cho dạ dày. Bên cạnh các món thịt cá thì mọi người cũng nên bổ sung thêm rau củ trong bữa ăn để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể trong mùa dịch này nha. Không hàng quán, không shipper thì mình chỉ còn cách tự nấu cho bản thân bữa cơm đảm bảo ba yếu tố ngon, bổ rẻ trong mùa dịch này thôi. Ngoài việc cung cấp đầy đủ dưỡng chất, mọi người cũng nên nhớ thực hiện đúng biện pháp 5K của Bộ Y tế, thường xuyên vận động, tập thể dục tại nhà để nâng cao sức khỏe đề kháng nha. Bye bye mọi người.